thì điều đầu tiên mà các bạn cảm nhận sẽ là gì nhỉ? Con nghĩ nó đắng lắm. Chắc là rất là khó uống. Thế nhưng ở Hà Nội lại có một thang thuốc vô cùng đặc biệt mà chắc chắn là nó sẽ hấp dẫn bất kỳ ai, kể cả là những vị khách khó tính nhất. Bún thang được coi là một trong những món ăn tinh hoa của ẩm thực Hà Thành đúc kết từ bao đời nay. Với hương vị thơm ngon đặc trưng, món bún này rất được lòng thực khách. Ôi cô cho con hỏi là tại sao cái bún này lại có tên là bún thang hả cô? Bún thang là cái truyền từ đời các cụ. Từ xưa xa xôi lắm rồi thì các cụ với thấy là bốc một bát bún thang ấy thì nó rất là nhiều món, rất nhiều vị. Nó như là bốc một thang thuốc ấy. Để cho ra được một thang thuốc đặc biệt này, người bán cần bốc 10 lần, tương đương với 10 nguyên liệu của món ăn, bao gồm thịt gà, trứng tráng, giò lụa, nấm hương, củ cải, hành lá, một chút mắm tôm cho dậy mùi. Mọi thứ đều được thái nhỏ sợi chỉ, xếp lần lượt, chan cùng với nước dùng ngọt thanh. Nước dùng để nấu bún thang ấy thì là rất là quan trọng. Khi mình mua xương là phải xương ống ngon, tươi, và cái đầu tôm thì là phải cũng tươi và rửa thật sạch. Sau đó là ninh xương ống và với đầu tôm đấy rất nhiều tiếng, khoảng 10 tiếng. Khi nồi nước xương ấy, nó sôi ấy, thì là ta bắt đầu ta vớt bọt và hạ lửa xuống, nhỏ xuống để lưu diêu trong vòng 9-10 tiếng thì mới được một nồi nước dùng trong và ngọt. Điều đầu tiên mà tôi có thể cảm nhận được đó là bát bún thang này có cái nước dùng rất là ngọt luôn. Bên cạnh đó thì các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau, nó tạo ra một cái sự hài hòa nhất định. Và chắc chắn rồi đây sẽ là một thang thuốc vô cùng đặc biệt mà các bạn nên thử một lần trong đời đấy.